Em xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán giả và các bạn đang xem kênh Vlog đường phố. Thầy Minh Tuệ là một biểu tượng sáng ngời trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam, người đã chọn con đường khổ hạnh và đơn giản để truyền tải những giá trị cốt lõi của đạo Phật. Thầy xuất hiện như một ánh sáng hy vọng giữa thời kỳ mà nhiều người cho rằng Phật giáo đang suy vi, khi mà những kẻ vô luân làm tổn thương tinh thần tôn giáo này. Sự hiện diện của thầy Minh Tuệ không chỉ là một hành trình cá nhân mà còn là một sứ mệnh nhằm chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam thầy minh tuệ nổi bật với lối sống giản dị khiêm nhường và đầy bao dung tên pháp danh của thầy thích minh tuệ mang ý nghĩa sâu sắc về sự sáng suốt và trí tuệ thầy từng tu học tại chùa nhưng sau đó quyết định rời bỏ môi trường tu viện để sống ẩn cư trong hang đá hàng ngày đi khất thực và thực hành các hạnh đầu đà một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của phật pháp hạnh đầu đà đòi hỏi người tu phải chấp nhận những khó khăn về ăn mặc và chỗ ở thầy mặc áo vá từ vải nhặt được ở nghĩa địa hay thùng rác và mỗi ngày chỉ ăn một bữa Hành trình của Thầy Minh Tuệ không chỉ là sự tìm kiếm sự an lạc cho bản thân mà còn là một lời nhắc nhở về những giá trị đạo đức và tinh thần mà Phật giáo mang lại. Thầy luôn nhắc nhở mọi người rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo đầy những hình thức cung bái dường già hay những kiên cữ mê tín, mà là một triết lý sống nhằm đạt được sự an lạc trong tâm hồn. Đức Phật không phải là một đấng toàn năng để ban phúc lộc hay trừng phạt, mà là một bậc thầy giáo, người đã dành cả đời để khai dân trí và giúp đỡ mọi người bằng trí tuệ và lòng bi mẫn. Thầy Minh Tuệ không nhận mình là tu sĩ Phật giáo chính thức thuộc giáo hội, cũng không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa hay cơ sở tự viện nào. Thầy tự nhận mình là một người dân thường, đang tự tu theo hạnh của Đức Phật để hoàn thiện bản thân. Mỗi bước chân của thầy trên hành trình đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại không chỉ là sự rèn luyện thân tâm mà còn là một thước đo giá trị chân lý, đánh thức nhân tâm của hàng triệu người Việt Nam. Hành trình của thầy không nhằm truyền tải bất cứ điều gì mới mẻ, bởi mọi điều trong Phật pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Thầy chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Khi đi bộ, thầy luôn ước nguyện cho mọi người được hạnh phúc và sống vui vẻ với gia đình. Thầy không nhận tiền hay bất kỳ vật phẩm nào khác ngoài thức ăn cho bữa ăn duy nhất trong ngày. Cuộc sống giản dị của thầy Minh Tuệ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng xã hội, nơi người ta gọi thầy là sư hay một tu sĩ, dù thầy luôn khiêm nhường nhận mình chỉ là một người học tu. Sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ mang lại nhiều bài học về lòng kiên nhẫn, sự bao dung và ý chí phi thường. Thầy luôn khuyên nhủ mọi người rằng, việc giữ giới là điều quan trọng đầu tiên trong giới định tuệ và ăn chay mà giữ giới thì cũng thành đạt trong việc tu Phật. Những lời dạy của thầy Minh Tuệ không chỉ là những bài học về đạo đức mà còn là những lời nhắc nhở về cách sống khiêm nhường, không ích kỷ và biết trân trọng những gì mình có. Thầy Minh Tuệ sống một cuộc đời không nhà cửa để rèn luyện việc bỏ đi cái ngã, tức là cái tôi của bản thân và những lòng ham về lối sống vật chất. Dù cuộc sống của thầy có nhiều khó khăn, nhưng thầy luôn giữ được sự bình an trong tâm hồn và truyền tải được điều đó đến mọi người xung quanh. Hình ảnh của thầy với đôi chân trần, tấm y chấp nối từ vải vụn và cái lõi nồi cơm điện thay cho bình bát khất thực trở thành biểu tượng cho sự giản dị và kiên định trên con đường tu tập. Những lời chia sẻ của thầy Minh Tuệ mang đến cho chúng ta những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống. Thầy nhắc nhở rằng, nổi giận không giải quyết được vấn đề và sự bao dung, nhẫn nhịn mới là điều quan trọng. Khi đối diện với những khó khăn, chúng ta cần giữ được tâm tĩnh lặng, không để cảm xúc tiêu cực chi phối. Sự bình an nội tâm sẽ dẫn đến sự an lạc bên ngoài và việc giữ giới, tu tập không chỉ là để đạt được hạnh phúc cá nhân mà còn để mang lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Thầy Minh Tuệ còn nhấn mạnh rằng, việc tu tập không nhất thiết phải cạo đầu, ăn chay, mặc áo tràng hay tụng kinh niệm Phật. Tu tập là để nhìn lại bản thân, sửa chữa những sai lầm và hoàn thiện chính mình. Khi mình sửa được bản thân, phiền não và đau khổ sẽ tự nhiên tiêu tan. Những lời dạy của thầy không chỉ là những bài học về đạo đức mà còn là những lời khuyên thiết thực về cách sống để đạt được sự bình an và hạnh phúc. Cuối cùng, thầy Minh Tuệ khẳng định rằng, đi tu không phải là trốn đời mà là để chuyển hóa tâm tính, từ bỏ những điều xấu để đạt được sự giải thoát. Hành trình của thầy là một hành trình đầy gian nan, nhưng cũng là một hành trình đầy ý nghĩa, mang lại niềm tin và hy vọng cho rất nhiều người. Thầy Minh Tuệ là một tấm gương sáng, một biểu tượng của sự kiên định và lòng từ bi một người đã chọn con đường giản dị nhưng đầy thách thức để mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Cuối cùng, em cảm ơn khán giả đã xem video và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh trong các video tiếp theo.